Đây là EEC, nơi thực hiện hóa giấc mơ của nhà thành phố chỉ với vài trăm củ khoai. Tọa lạc tại lõi khu đô thị Long Văn, phường Trần Quốc Diệu, thành phố Quy Nhơn. Một nơi không khác gì so với Vinhome Central Park, nơi có bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, bến xe, khu vui chơi giải trí với sức chứa lên đến 45.000 người. Đó là hình ảnh về một tương lai không xa. Hiện tại, nơi đây là thánh địa của ngành đấu giá. Quay trở lại với EEC, dự án nhà ở xã hội này sẽ giải quyết chỗ ở cho hơn 1.500 gia đình với thiết kế cao 15 tầng, 4 block. Khởi công vào tháng 5 2023 và dự kiến bàn giao vào quý 4 của năm 2024. Với giá bán giai đoạn 1 rơi vào khoảng 13 triệu đồng trên một mét vuông. Đây là một mức giá rất phù hợp, ngang bằng với các dự án nhà ở xã hội khác tại thành phố biển. Về vị trí thì không có gì phải bàn. Điều mà khiến hoang mang nhất đó là thời gian giao nhà. Chủ đầu tư sẽ giao nhà chỉ trong vòng 1 năm, 1 quý kể từ ngày ký hợp đồng. Quay ngược dòng thời gian trở về năm 2019. Tại dự án nhà ở xã hội Eco Home Nhân Bình, với thiết kế tương tự nhưng độ cao chỉ là 12 tầng, chủ đầu tư này đã mất gần 2 năm mới có thể giao nhà cho người dân. Tất nhiên, việc sở hữu một ngôi nhà tại thành phố biển, đây là một giấc mơ của mọi gia đình. Mua nhà mà nhận nhà sớm thì đó là hạnh phúc không thể tả được bằng lời, nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng trọn vẹn. Nếu mơ gặp phải các chủ đầu tư có phần như là hốn vết, cha bằng dòng, chỗ sơ sẩm, đó là mới là kiếp nạn thứ nhất. Rồi mơ tiếp lại gặp các anh như là kiện đúp, cướp núp, bỉ trào, tới đây chắc có lẽ có nhiều người giật mình tỉnh mộng. Đối với các anh ngủ ngon và ngủ sâu giấc thì cảnh tượng lại huy hoàng hơn. Gặp thêm các anh như là nách nước vắng, một là dưa, thậm chí là thấy mấy đứa nhỏ trong nhà đôi khi lại tắm trước cửa của nhà hàng xóm. Đến lúc này mới tá hỏa giật mình thì ông cũng là một đỉnh mệnh. Để mà vừa có được giấc mơ đẹp vừa lại tránh được không gặp các kiếp nạn kinh hoàng thì ngoài việc chọn lựa vị trí thuận tiện cho công việc, học hành của mọi thành viên trong gia đình và phù hợp với túi tiền, đặc biệt là không vay quá 50% khi mua nhà ra, thì mọi người nên cân nhắc một điều, đó là năng lực của chủ đầu tư dự án. Cuộc đời nước hoa hay là cuộc sống bơ tắc, tất cả đều nằm trong tay của anh này. Mặc dù để mơ được giấc mơ này thì nhiều người phải có các điều kiện như là chưa sở hữu bất động sản, người trong tỉnh, hoặc là thu nhập dưới 11 triệu đồng trên tháng. Ngoài cái câu chuyện đó là phải check CNC thật kỹ trước khi vay để mua nhà, chứ lỡ đóng 30% rồi mà ngân hàng không giải ngân thì lúc đó mới hát bài xem như em chẳng may. Cho nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng.